hôm nay Như Huỳnh lại giới thiệu một cái lô mai dạo Thủ Đức mới mới ton luôn nha cả nhà. Và đặc biệt cái lô mai này tàn và đế đẹp, siêu đẹp luôn. Đây ha, củ nè, củ đế cuồn cuộn luôn ha, và tàn coi như là mịt trời luôn. Rồi em sẽ quay từ từ cho quý khách xem nha. Cả nhà ơi, cái lô mai Thủ Đức này là mình chơi Tết hết sảy luôn nha. Chiều cao là từ, em thấy là từ 40 cho đến 50 á cả nhà, 40 cho 50 đó. Cả nhà xem ha, cây nào cũng đều có củ đế và cái tàn rất chi là đẹp luôn. Trời ơi, coi nè, củ nè. Rồi đó, chiều cao ha, ba gang tay của em Quỳnh có một, em thấy mấy cái thước dây thôi. Rồi đây cả nhà coi nè, cái củ nè đó, cái phần gốc á, cái phần ghép á, chỗ mi ghép là nó to cỡ ngón giữa Quỳnh trở lên luôn nè ha. Đó rồi, đây đó, để quái ha, cái em thấy cái gốc nè đó, gốc liền cốt luôn. Rồi loại này là loại ba mùa nha quý khách, hơn ba mùa ha. Thì em thấy cái tàn nè, nó ra nè đó, rất là ok. Cái loại này em đôn xuống quý khách, và đôn và đồng thời là nuôi cành nhánh và nuôi thân ha, nên là cái cây nè, đâu đo chiều cao, cây đo thử chiều cao đây ha, chiều cao là 50 nè. Rồi lấy cái cây lùng coi, lấy cái cây tiếp theo nữa nè, đây đó. Trời ơi, củ đế nha, củ nở. Em lấy trung bình là tiếp đo thử cây lùng nữa coi. Em lấy trung bình chắc từ 45 đến 50 quá à. Cây nhiều 42 vậy 40, từ 40 cho đến 50 nha cả nhà. Nói chung là cái lô này phải nói đẹp, đẹp lắm luôn. Rồi xuống đi, xuống từ từ đi. Thì thích hợp để cho mình chơi Tết và trồng đất luôn. Lưu ý giúp em ha, em Huỳnh có rất là nhiều lô mai, nhưng mà mỗi một lô thì nó có một cái điểm riêng ha. Em Huỳnh giới thiệu đây là ba mùa, và cái gốc của nó với lại củ nở nha, và cái tàn, đồng thời vừa nuôi gốc và nuôi tàn thì cái tàn nó rất là đẹp nha quý khách, tàn nó cực kỳ luôn. Rồi loại này ba mùa ha, đây tiếp cho quý khách coi nè, chỗ cái đế nha, cuồn cuộn luôn đó. Rồi loại này thì có giá là 225.000 một cây, và 4 cây thì em Huỳnh bao phí 10 cây em tặng một đó. Đây nè, rất là đẹp luôn nha quý khách. Rồi đó, xuống tiếp nữa nè cho cả nhà xem. Sao nó cứng chưa, trời ơi tập trung. Rồi thì cái lô mai này là ai mà có ý định là trồng ngô hoặc là chơi Tết hoặc là bán Tết thì cũng rất là hết sảy luôn nha. Tại vì Quỳnh thấy là bây giờ nó hoàn thiện cái tàn, phải nói rất chi là đẹp đó, lò xo nữa nè, đây liền cốt 100% luôn nha, ba mùa ha. Đó cả nhà, đế quái, siêu quái. Rồi ai thích cái lô này alo em, 225.000 một cây, 4 cây em Huỳnh bao ship 10 em tặng một nha. Đó rồi tiếp tục đi. Dảo Thủ Đức thì dễ chăm, hoa nó lại đẹp ha, hoa nó 8 cho đến 12 cánh đây quý khách. Đó phơm hoa sáng tưng ha, bông hoa to đùng luôn. Cây nè, trời ơi coi đế nè cả nhà ơi. Đó chỉ có 225.000 một cây thôi. Đó coi nè, em thấy là nó nằm ở lửng lửng là 50 là nhiều quý khách, thỉnh thoảng mới có 40-45 ha. Rồi tiếp đi, xuống tiếp. Tàn nó quá chừng luôn, rồi bây giờ nó phải nói là cái tàn nó quá ok luôn quý khách, ở chừng tên này nữa nè. Rồi xuống đi, xuống đây cả nhà. Nói chung là nó đẹp, nó rất là đẹp luôn á. Rồi đây là dảo Thủ Đức nha quý khách. Và tiếp tục thì em giới thiệu với quý khách, đây là dảo Nhung. Thì dảo Nhung này 2,5 mùa ha, 2,5 mùa, cứng 2,5 mùa. Và em thấy nè, bây giờ nó cũng đế rất là đẹp luôn, và cành cốt thì cứng khừ luôn nha. Loại này á là Tết này cho hoa rực rỡ luôn, cũng có giá là 225.000 một cây luôn, và 4 cây em Huỳnh bao ship 10 cây thì em tặng một nha. Ai thích lấy mỗi loại 2 cây cũng vẫn được ha, 4 cây là em bao ship đó. Rồi đây dảo Nhung, hoa của dảo Nhung thì cũng rất là tuyệt vời nha cả nhà. Đây hoa dảo Nhung đây, rồi nó rụng rồi cả nhà. Đây
Đó, hàng giảm dung của mình cũng rất là đẹp nè. Đây có cái bông nó bự ghê luôn nè. Đó, quý khách xem ha. Đây. Rồi đây là giảo nhung nha, hoa 8 đến 16 cánh ha. Ai thích giảo nhung thì alo em giảo nhung, và cũng có thể là lấy hai cây này hai cây kia thì em cũng bao phí nha, giá là 225.000 một cây. 4 cây em Huỳnh bao ship. Trời ơi cái lô Hồ Đức này đẹp quá cả nhà ơi. Hả? Cái tàn của nó rất là đẹp. Rồi, em Huỳnh tiếp tục giới thiệu với cả nhà mình một lô nữa nè, em có lô khác nữa. Lô khác nữa nha. Lô này là 4 mùa. 4 mùa nha quý khách. 4 mùa thì em đôn cái tàn nên là cái nó nuôi được cái cốt cái củ rất là to. Đó. 4 năm. Cốt nó to ghê luôn nha. Hoành 8 9 10 ha, hoành 8 9. Đa số là hoành cái hoành thông này nè cả nhà là 8 9, và cái cây á đế rất là đẹp. Đế nó cuồn cuộn luôn á. Này ha, quý khách thấy ha, rất là bự luôn. Thì loại này em bán là 390 một cây. Và 4 cây thì em Huỳnh bao ship, 10 cây thì em tặng một nha. Thật ra thì có rất là nhiều cái lô, nhưng mà quý khách chỉ cần nghe em giới thiệu kỹ ha thì mình có thể phân loại được nha. Rồi, trời ơi coi nè. Đó, chà bá luôn, bự chán luôn, liền cốt ha. Và cây thì tầm khoảng cỡ 40cm thôi. Đó. Mà rất là đẹp. Thì loại này là loại 4 mùa nha quý khách. 4 mùa 390 cây, và 4 cây thì em Huỳnh bao phí nha. Rồi, bên này thì em có thằng Đại Lộc luôn nè. Đại Lộc loại này 2 mùa rưỡi, thì Đại Lộc này giá là 180.000 một cây, và 4 cây em Huỳnh bao ship, 10 cây thì em tặng một ha. Đại Lộc. Cũ rất là cũ, rất là bự ha, và quái. Rồi. Hàng loạt những cái loại mai giống, có hơn khoảng 30 loại mai giống nha quý khách, và mấy con quấn rễ. Thì quý khách có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của Huỳnh là 0949 234525, và em trực tiếp em chốt hàng em gửi cho quý khách nha. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.